Dâu dâu dâu, ba con sâu, chào mừng năm, chào anh em đã quay trở lại cùng với tựa game Fighting Show này của em MNG. Và hôm nay chúng ta bắt đầu ngày thứ 3 để xem ngày thứ 3 của tựa game này có gì nha các bạn nhá. Đây, như các bạn đã nhìn thấy là mắc của chúng ta sẽ là cái khung mắc cái gọi là mắc cái tiền đề, các bạn nhìn này, số 12 giờ này, mắc này đúng không? Tức là nghĩa là chúng ta chỉ tích lũy tối đa được cái AFK Incom này 12 giờ mà thôi. Đấy. Tích lũy 12 giờ mình nhận được cái này các bạn nhìn thấy đúng không? Nhận được thuốc thể lực này, Coca này, expert kinh nghiệm này, kim cương này. À, nhận được cả kim cương nha các bạn nhé. Nhận được mảnh võ sĩ Langen và mảnh võ sĩ thường nha em nhé. Đấy, từ level 30 lên level 33. Và nó reset lại từ đầu. Đây có Quick Combat này anh em. Quick Combat. Chúng ta sẽ nhận free hai lần, một lần tốn 50 kim cương. Đây các bạn nhá, free. Các bạn được hai lần, do mình nhíp không thì được nhận hai lần các bạn. Một lần tốn 50 kim cương và một lần tốn đâu đó là 100 kim cương anh em, đúng không? Nghe dạng nhiều mua thể lực vậy. Khá ngon. Tiếp theo thì chúng ta có gì nhỉ? Tiếp theo thì chúng ta có nhiệm vụ đăng ký, nói chung với cái nhiệm vụ hàng ngày ấy. Cái này 1.600 full này, 16.600 cũng có gì à? Đây là hôm qua mình không để ý mấy cái này thì phải. Đây các bạn, đây là mấy cái nhiệm vụ hàng ngày. 10 mạch nữa không biết ghép được nổi chưa. Unlock mở ra. Để unlock 400 thì 400. Mở hết rồi sao đâu, nó không được nhỉ. Nó mở hết rồi sao không được nhỉ. Một phát nữa thôi là mỗi ngày nó cho mình free một lần anh em, free một lần quay tướng. Mẹ free cũng ra thằng này, thằng ấy chắc là mình ở nhân đấy, chim mồi đấy đúng không? Không khổ nhỉ, thôi nhỉ, cái đăng nhập, cái đăng nhập điểm danh thôi nha. Đây, đăng nhập điểm danh ngày 4 cho các bạn, nhận được 50 mảnh nhé, tí mình ghép cho các bạn xem được con gì. Chúng ta có gì đấy nhở? Chúng ta có lỗi bỏ qua. Hôm qua mình mission hôm qua mình không làm. Inbox quà. Quà mỗi ngày anh em. Mỗi ngày các bạn sẽ nhận với hai mảnh. Và kim cương, và kim cương thôi, và kim sờ cương thôi, vẫn VIP không nha anh em. Đây mình đang có 15-60 này, mình sắp lên được VIP 1 này nhờ. Sắp lên được VIP 1 này. Ngày 1 làm hết rồi này. Ngày 1 làm hết nha anh em nhé. Ngày 2 chưa là, ngày 2 chưa làm hết rồi. Ngày 2 mua 3 lần cái này à? Chính xác là nó mua 3 lần cái đấy đấy các bạn. Ngồi 2.000 kim cương, 2.000 vàng. Mày thốn thế. 60 kim cương, 80 kim cương. Mày cái này thốn thật. Mua 3 lần anh em. Đây nó có được reset 5-5. Cái gì rẻ nhất mua thôi. Sell 2%. Effect cái này giống nhiều cái ấy nhỉ. 50% sell off này. 3 mảnh 300 kim cương. Má 1.000. Ô anh em nhìn cái vé này. Anh em nhìn cái vé này anh em nhớ cái gì không? You will need pass to enter the arena. Anh em nhìn thấy cái vé này, anh em nhớ đến cái gì không? Anh em nhớ đến cái vé gì ở trong cao ép không? Đúng không? Nhìn cái vé này, lâu lắm mới nhìn một vật phẩm gọi là quen thuộc và quen mắt đúng không anh em? Rất quen thuộc và quen mắt dành cho anh em nào chơi cao ép 98 ở đây. Rất quen mắt với vật phẩm này.
tốn tận 1.000 để mua cái này à? Rồi bỏ ra 40 kim cương mua mẹ cái này được, làm nhiệm vụ đây nhỉ. Athena Depart Mission 5 lần là sao ta, reset 5 lần. Đây là nhiệm vụ nhé anh em. Samurai Shadow. Đây nó sẽ tự chọn anh em, nó tự chọn để cho, có nghĩa là chúng ta phải cần điều kiện gì để làm nhiệm vụ này, thời gian này anh em, 8 giờ. Mission Battle. Nhận là khi mà làm xong nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được phần quà là vậy. Hiểu. Đây có nghĩa là càng nhiều tướng càng lợi đúng không, để làm đủ nhiệm vụ ấy. Đấy anh em thấy không, sau 7-8 tiếng anh em nhận được phần thưởng này, hoặc anh em phải dùng 50 kim cương để reset nhận được 120 kim cương luôn đúng không, hoặc anh em có thể dùng kim cương để xong luôn nhiệm vụ này. Ngày 3 đấy anh em. Arena 3 phát. Cái gì đây? Lucky draw 10 phát. Có 7 phát. Hóa ra cái này là cái vé à. 10 phát anh em ạ. Hên xui nha anh em. Đây là dạng kiểu may mắn đấy anh em. Hơi tiền. Cái này là cái gì đây? Mạch nhỉ? Cupo sâu so mạch thóc rơi vào đây phải ngon không, 50 mảnh võ sĩ này ngon nhỉ. 60.000. Thêm một cái vé kia mình lấy cái đấy đâu ra nhỉ, 7 cái lucky draw, 7 cái equip song nâng cấp à. Hôm qua mình đang nâng này 81 thì con này phải lên 81 như nhà nhé, để nó kích hoạt nốt kim cuối. Với cả mặc được trang bị được đồ như nhà. Ok, offer 81 đã. Tạm thời 81 đây nhà nhé. Sau đó mình sẽ tiếp tục up 1-2 con 81 rồi. Hôm qua mình để ý như có chỗ nâng sao ở đây, đây chỗ nâng sao này các bạn. Đấy các bạn nhìn nào, mình có con hai con Rimuruku ấy. Up nó lên tầng 2 con 5 sao thì sẽ up lên được level này các bạn. Đây. Up con Rimuruku lên. Nó chỗ up à? Đây cần đây. Mình chưa ấy vào điều kiện là attack lên tới 40%, HP tăng 50%. Kinh như mà lên nhiều thế nhỉ. Đây các bạn này, attack từ 3.000 lên 4.500, đúng 4% để HP tăng lên 50%. Sợ thật. 5 đô các bạn nhận được nhiều phết đây. Ôi, bây giờ muốn lên 2 sao thì các bạn cần đến 4 con liền anh em nhỉ. Muốn lên 2 sao này. Lên 2 sao các bạn cần đến 4 con, kinh vậy. Lên 2 sao thì các bạn cần đến 4 con mà không cần phải đúng con đấy cơ. Thế mới bịp. Thế nên anh em xem lượt chiến con này 81.000. Lượt chiến con này 130.000. Rồi, lượt up con này lên nhỉ. Up nó lên 81 rồi nha. 89, 90. 91, 92. Bây giờ lấy đồ nó nữa thì nó mới khỏe. Diamond nhiều đồ hết rồi. Thằng này đây là đấy các bạn nghe, học cho Benny chúng ta sẽ có thêm trang bị. Ui, 101 mảnh rồi anh em ạ. Ghép được 2 con nữa. Xem ra 2 con gì, sử dụng nước cả 2 này.
Wow, chúng ta có chòi. Vậy là chúng ta có đủ tem gió này anh em này, ba con tem gió này. Con mẹ nó vừa ra con gì nhỉ? Tưởng auto ra tới chất 15 nhỉ. Mà lại ra thêm mấy con này nữa nhỉ? Mấy con này để làm phôi à? Nâng cấp lên được đấy anh em đúng không? Sao nó không cho nâng cấp nhỉ? Bắc writing này, giờ maximum rồi anh em này. Mấy con đấy làm gì nhỉ? Mình đủ ba con gió rồi. Thay cho hai con lửa. 1, 2, 3, ôi mình có 4 con gió luôn. Rồi, để chuyển sang chơi tem gió anh em. Đúng không? Mình có 4 con gió lận. Chắc là chuyển qua chơi tem gió rồi. Cho mình nhiều gió thế cơ mà. Chơi tem gió để phí à? À đây nó cho mình à hai con, cả con này nữa anh em này, cả con này nữa hệ lửa này, còn ít qua kè này hệ lửa này, cho mình thêm hai con gió liền rồi, làm gió đi nhỉ, đang phân vân giữa việc chơi gió và chơi xanh, chơi gió khi ngon đấy anh em nhỉ, gió lại không bị gió lại khắc được hỏa cơ, thế mới hay, mà tôi nghĩ nhiều thằng nó sẽ chơi hệ hỏa. Mà hệ 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 mộc này nhiều đứa không chơi, hệ mộc cỏ bốn lá này mình thấy nhiều đứa không chơi lắm. Rồi vào cho anh em xem top server để anh em cũng biết là vào cho anh em xem top server để anh em sẽ biết là hệ nào nhiều đứa chơi danh kim nhiều nhỉ. Nữa cái này ngon nhất này anh em, cái này nhiệm vụ cái nhiệm vụ này là ngon nhất, các bạn chỉ cần làm đủ thôi là các bạn sẽ nhận được hết tất cả những thứ bên trên. 8.5 mới mở chắc, từ 8.5 mở cái unlock này, bonus 3 phát, cái này đi clear 3 phát anh em, cái này bao giờ mở đều 40, mình có 3 gió rồi. Đấy, nó tự cho gió vào luôn anh em, hai gió cho ba gió vào anh em này, đấy cho ba gió cho khác biệt, mình còn một con gió nữa rồi nhỉ, đúng rồi mình có ba gió anh em, nếu mình cho ba gió và ba thằng này vào nó tính kích hoạt đâu đấy nhỉ, nó sẽ kích hoạt được ba gió này, ba gió và ba ba cái này anh em, kích hoạt được ba gió và ba cái đó, đấy để ba gió và ba cái đó thì anh nhỉ, thì nó kích hoạt được hai loại. Chắc mình luôn nâng con choi lên luôn, choi lên thì mình gió. Ấy, mấy thằng đốt như kiểu ca phẩy này anh em nhỉ. Ui hồi kiểu này. Đùa. Đùa. Trời lốc không thấm vào đầu level 1 này anh em. Cái level 1 bọn đánh tuyệt kỹ không không chết đây anh em, ảo ma cái chỗ này. Mình thấy ảo ma của cái con game này thế nhỉ. Đây là cái gì? Story à, câu chuyện. Câu chuyện. Mình sẽ up thằng Choi lên tí nha anh em. Up thằng Oi sẽ Choi lên tí. Rõ ràng mình có hơn 3 gió rồi nhỉ.
Naku này, Timu này. Con này của mình đâu nhỉ? Mình có tất cả bốn con gió luôn mà. Đúng không? Con đấy của mình đâu? Đây này, con Naku này, một gió nhá, đây một gió này. Limu một gió này. Choi này, Naku này, với cả con cái là con Charlotte này đúng không? Mấy con gió nhỉ? Giờ CD 7 giờ nữa rồi. Yes, Summer. Chả có cái này bây giờ. Đây, các bạn nhìn sự kiện này. Ồ, 7 ngày lock in, các bạn sẽ nhận được 7 ngày lock in với sự kiện của thằng Konro này nha. À, Genzuro này, UP cơ. Ui. À không, nó là từ chất SSR anh em. Sao nó ghi lên SSR nhỉ? Thế bọn kia chỉ là SR thôi ạ. Hóa ra đây đây mới là boss chính này anh em này. Thằng này thứ chất ngon này anh em. Thứ chất SSR này, ngon hơn bọn kia. Thằng Gao Hat S-Class đây nha. Nhiệm vụ à? Enchiro. Cái đó thì làm gì nhỉ? Top server đây nhỉ? Siêu cái này là cái gì nhỉ? Hạng à? Xếp hạng à? Cái này được đánh hai lần nhỉ? Ui mẹ, 700k lực chiến đánh chéo được anh em. Lực chiến được 516k. Cái này 700k. Còn 15 áp về cộng về 13 attack về này mẹ động lực chiến 7 lít đánh trên mẹ là được. Mình đang có 3 vé này nhỉ, 10 vé free. Không nhìn nữa bảng xếp hạng của bọn này đâu nhỉ. Sao nó không cho nhìn bảng xếp hạng anh em nhỉ. Đây ngày 3 đã nhận được một con rồi đấy anh em này. Ngày 3 nhận được đây này. SSR thì chả nhẽ bọn tướng này nó không đi tư chất gì. Bọn này nhìn nữa nhìn cái tư chất của nó đâu anh em nhỉ. Rabbit. Này đổ. Đổ sang à. Đổ sang anh em nhé. Kiểu đổ sang. Cái Rabbit này là gì nhỉ? Thử con đó. À Rabbit này dạng như kiểu là các bạn hạ 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 cấp hạ cấp hạ đồ xuống, hạ đẳng xuống nha. Hạ cấp hạ đẳng xuống thì sẽ nhận lại được cái này. Đúng không? Hạ đi. Mình xét lại 100% này, mình có dùng nữa không? Đúng không? Hôm nay cũng Rabbit lại được rồi. À thằng này đang ở trong phòng tập gym nha anh em nhé. Đây anh em nhìn này, ấn đây này, nhân vật này đang ở trong phòng tập gym, phòng tập luyện nha anh em. Hạ hết con nào không dùng đến thì hạ hết nha anh em. Billy này hạ được, hệ lửa thì không có chơi. Linh hồn nhân vật đang chiến đấu ở trong trận chiến, bạn có muốn hạ không?
đang ở trong cái trận à, nó đang à, hiểu hiểu hiểu, nó đang ở trong cái ấy của mình nhiều ạ. Nó đang ở trong cái ấy của mình. Nâng cấp nốt con oi sẽ cho này lên những nha 45 nhỉ. Rồi, vậy là rồi. Nhận thưởng. Chúng ta có cái này nhiều. Cái này đã nhiều rồi. Server hoàn thành mình cũng được hoàn thành ké. Vậy là chúng ta phải tích kim cương nha anh em, lần sau có lẽ bây giờ đến giai đoạn gọi là tích kim cương để chờ những con boss khủng anh em. Level 21 thì mình sẽ nhận thêm hai cái này. Mới như lại những hình nào trời đâu. Chúng kích hoạt được 3 con nhỉ. Còn con gió thì nữa cơ mà. Vậy kích hoạt 4 con, 6 con mới khỏe anh em nhỉ. Cứ phải làm 6 con thì nó mới khỏe được à. 6 con thì nó mới khỏe được à. Con này nó khỏe cũng mùa luôn. Rồi nó level nó khỏe nhá bọn. Công nhận là mình thấy sự khác biệt giữa mấy cái chơi của cái mấy cái game của Tây ấy, anh em mình chơi game của Tây đã nhờ nó ra sao là ảo thật. Mình thấy nó có cái thông báo là cứ ra server vào lúc 16 giờ cộng UTC. Mình có vừa sát bây giờ mình vừa thử sớt cái giờ UTC cộng thì nó sẽ là UTC Việt Nam mình là cộng 7 dạng nhiều 16 giờ, nghĩa là nó sẽ cộng thêm 7 giờ nữa. Nghĩa cộng thêm 7 tiếng, 16 giờ, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nó rơi vào 23 giờ tối. Nghĩa có phải thật hay không nhỉ? Nghĩa nó ra server mới vào 23 giờ tối thì bọn nó lên lực chiến ảo đấy. Lên lực chiến nhanh lắm. Hơi lag đúng không? Trong cái bát tổ trong trận chiến hơi lag một tí. Đá nó không lag thì ngon. Đấy, các bạn nhìn không? Trời, Huawei chí mạng ấy chứ, đùa. Đam hơi phèn. Trời chí mạng nhưng đam hơi phèn. You can get by clear tầng 7 layer angle 7 lần. Rồi, đánh thằng này đi các bạn. Rồi, cho anh em xem qua. Đây, có cái này. Đây, mình sẽ đánh nhau với thằng 3 này nhé. Level 81 qua mình không đánh được nhỉ. Level 81 không chơi được nói nhỉ. Nó cùng cấp với mình thì không chơi. Đấy, cung cấp với mình chơi nào rồi nhỉ.
Cung cấp thì không chơi được nữa, tí leo 81 đánh nhau 3 thằng chơi mẹ. Thằng này mất nhiều 2/8 cây máu rồi, 2/10 cây máu rồi. Đánh như nào được mấy thằng kia đúng không nhỉ? Cái này các bạn có thể vừa đánh vừa bỏ đi làm cái khác được nhé. Đây, xong tí nó vẫn thông báo nha anh em. Tí nó vẫn thông báo là thắng thắng hay không nhá. Ờ, đó là cái hay của game AFK này anh em. Đó là hai cái hay của cái game này. Đó là cái hay của cái tựa game này. Tí nó vẫn báo, nó vẫn chiến báo về cho anh em xem. Đây cho anh em xem lại thằng top 1 kịch chiến của nó là 4.2 triệu rồi, bại thật đấy. Đây anh em nhìn này, thằng này chơi hai con đấy luôn, bốn lửa anh em nhìn này, bốn lửa và hai con xịn luôn, thằng xịn luôn anh em. Theory của nó này, tư chất nó không có tư chất ở đây nhỉ, đắp đồ nó đắp được cả cái ấy nữa này, đắp được thêm cả huy hiệu bên ngoài nữa này nhỉ. Điều đi với 1.9 triệu lực chiến, vãi thật, mẹ bốn sao đỏ kinh vậy. Zlom con này cũng yêu đi, con này cũng có yêu đi. Nói chung là hệ mà cái hệ mà mặt trăng mặt trời là hai con hệ khác nhau gì anh. Con này thì đấy anh em thấy không, không cần làm lỗi này, portal lỗi này nhỉ, nó tự đánh luôn. Con này là con Kanzuro này, level 1 nó vừa mới lấy à, con Kanzuro level 1 Ahmakada. Nói chung là nó up được cái gì nó up lên nha. Đây mình đánh đéo được mà còn nhớ hơn 527 lực chiến à, chiến của nó anh em, level 81, level 51, 60 à, nó đang được thiếu à, mình còn mạnh hơn đấy chứ. 570 mạnh hơn nó mà. Đúng không? Mình mạnh hơn nó mà, chiến nó phát. Mình mạnh hơn nó mà anh em. Nó có 5 người anh em. Hồi máu ở đâu nhỉ? Ấy, con Rimuruku có băng đấy nhá. Anh em nhìn cái băng của Rimuruku chưa? Đấy, cho anh nhảy lốc đây nha. Nó thắng rồi nhờ. Thua rồi. Nhìn nó nắp nó lực hơn mình. À, thắng rồi, nó không có bỏ qua nhỉ? À đây có sự kiện đây nha. Các bạn nó không có bỏ qua à, nhưng mà level 80 nó mới cho mình unlock này nhỉ? Level 80 nó mới cho mình unlock bỏ qua. Không thôi mơ đi cưng. Ok, vậy là chúng ta có chiến thắng đầu tay ở trong đấu trường anh em ạ. Chúng ta có chiến thắng đầu tay ở trong đấu trường. Còn đâu bọn này vậy, toàn lực chiến hơn mình cả mã, không đánh được. Chiến thắng đầu tay thôi.
Ok, vậy là ngày thứ ba của mình kết thúc lại đây đã, tạm thời là đây đã, loanh quanh nó chỉ có vài cái là nhiệm vụ các thứ thôi anh em đúng không? Ngày thứ ba tạm thời kết thúc ở đây đã nha anh em nhá. Đây, có điểm VIP này anh em này, anh em nhìn đâu. Kiên trì chúng ta cũng sẽ lên VIP 1 sớm thôi. Cái gì nhỉ? Cái điểm danh hàng ngày đâu nhỉ? À, 8 ngày lock in. À, mình lock in ngày thứ tư. Đây anh em. Được thêm cả cái này nữa cơ. Núi à? Ok, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhá. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho em những gì như series mình gọi cái kênh xem nào. À, không phải series này. Không phải series này anh em. Quen mồm mà là về cái tựa game Fighting Soul ngày thứ ba này. Bye bye anh em.